Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi mục báo chí trong ngày của Đài Phát Thanh và Truyền hình Phú Thọ. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 102 về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà ruột nát trên phạm vi cả nước. Thông tin trên báo Nhân dân. Thủ tướng Chính phủ tin rằng với tình dân tộc nghĩa đồng bào, phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà ruột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 sẽ tiếp tục tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng và đạt mục tiêu đề ra Thủ tướng yêu cầu triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa, đồng bộ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025. Trong đó, trong đó, tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa kết hợp với nguồn lực của nhà nước để chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà ruột nát cho người dân trên phạm vi cả nước. Đổi mới phương pháp cách làm theo hướng đa dạng hóa nguồn lực, bao gồm nguồn lực được hỗ trợ từ trung ương, địa phương, nguồn lực công sức huy động, giúp đỡ từ cộng đồng cơ sở, nguồn lực cố gắng từ chính các hộ nghèo được hỗ trợ, gắn với việc hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà ruột nát năm 2025. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu đề cao tinh thần tự lực tự cường của các địa phương, đồng thời phân nhóm các địa phương và có cơ chế để các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội tốt hơn, hỗ trợ cho các địa phương khó khăn hơn, thực hiện xóa nhà tạm, nhà ruột nát cho người dân trên địa bàn. Theo Bộ Xây dựng, với chính sách thuế phù hợp sẽ hạn chế được việc lãng phí nguồn lực xã hội cũng như tránh tạo ra cầu ảo trên thị trường bất động sản. Báo Tiền Phong đăng bài giá nhà đất tăng cao, đột biến do thổi giá. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9, báo chí đặt câu hỏi về nguyên nhân khiến giá bất động sản tăng cao cũng như giải pháp để đưa ra giá cả phù hợp với người dân. Trả lời nội dung này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cho biết, việc tăng giá bất động sản đột biến đến từ ba nguyên nhân chính. Thứ nhất là do sự lệch pha cung cầu, trong đó cầu lớn hơn cung. Nguyên nhân thứ hai đến từ việc thổi giá, như thời gian qua có nhiều phản ánh về việc đấu giá đất cao rồi bỏ cọc tại Hà Nội. Nguyên nhân cuối cùng là do chi phí đầu tư xây dựng, tiền sử dụng đất tăng cao theo ông hùng để giải quyết tình trạng giá bất động sản tăng cao đảm bảo phù hợp với khả năng mua của người dân cần kiểm soát ba nguyên nhân nêu trên và hiện nhiều điều luật đã quy định rõ liên quan đến vấn đề này như nhiều luật đã quy định việc chống thổi giá thao túng thị trường như trong luật hình sự luật cạnh tranh luật đất đai đặc biệt luật kinh doanh bất động sản có nhiều điều khoản mạnh mẽ rõ ràng cấm hành vi thao túng thị trường đẩy giá thổi giá Thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý 3 năm nay là khoảng 7,6 triệu đồng. Theo Tổng cục Thống kê, mức thu nhập này tăng 176.000 đồng so với quý trước và 519.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Theo báo lao động, thu nhập bình quân tháng tăng lên ở hầu hết các ngành kinh tế. Một số ngành ghi nhận tốc độ tăng khá như ngành kinh doanh bất động sản, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, công nghiệp chế biến chế tạo, số doanh nghiệp gia nhập thị trường tiếp tục tăng cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường và tình hình xuất nhập khẩu khởi sắc đã góp phần làm tỷ lệ thất nghiệp cả nước trong quý 3 vừa qua giảm. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,34 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ. Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,4 lần khu vực nông thôn. Đời sống của người lao động được cải thiện hơn so với cùng kỳ năm trước tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3 năm nay cao gấp 1,4 lần tốc độ tăng thu nhập bình quân của quý 3 năm ngoái. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết đã đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong 9 tháng qua. Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 232,6 tỷ kWh, thông tin trên báo Kinh tế và Đô thị. Theo EVN, trong 9 tháng đầu năm nay, do tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi, duy trì đà phát triển tích cực ở cả ba khu vực, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tình hình cung cấp điện các tháng cao điểm mùa khô năm nay gặp nhiều thách thức. Cùng với đó, diễn biến thiên tai bão lũ cũng ảnh hưởng lớn đến công tác đảm bảo cung ứng điện, đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi và lũ lụt sau bão tại 26 tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt thường xuyên của chính phủ, các bộ ngành địa phương, sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong tập đoàn EVN đã đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội đất nước. Ngoài ra, EVN và các đơn vị đã ủng hộ tổng cộng khoảng 15 tỷ đồng cho các tỉnh thành phố bị thiệt hại do bão số 3 Yagi và lũ lụt sau bão, góp phần cùng các cấp chính quyền địa phương và người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9 vừa qua, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an đã có thông tin về 3 tháng thực hiện luật căn cước, kết quả thực hiện cấp thẻ căn cước mới theo quy định. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, luật có nhiều điểm mới như đổi tên căn cước công dân thành căn cước, thay đổi cấu trúc như bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước, mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước, bổ sung dữ liệu sinh chắc học như mống mắt, ADN. Bộ Công an cũng đã đẩy mạnh thực hiện kết nối chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu, đảm bảo an ninh an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đặc biệt theo thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Bộ Công an đã chuẩn bị các điều kiện về phương tiện, giải pháp kỹ thuật để tổ chức triển khai về việc thu nhận sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói tích hợp, khai thác thông tin trong thẻ căn cước và căn cước điện tử. Trả lời về việc Bộ Công an đã đề xuất lập sàn giao dịch dữ liệu khi xây dựng luật dữ liệu, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nêu rõ mục đích của luật này nhằm quán triệt và cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về dự trữ, phục vụ công tác quản lý nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Theo cơ quan khí tượng, khả năng khoảng đến đêm ngày 14 tháng 10, một số nơi của Bắc Bộ có mưa rào rải rác. Báo VV đặt câu hỏi bao giờ miền Bắc có mưa, chấm dứt nắng hanh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 ngày tới, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ban ngày thời tiết nắng hanh tiếp diễn. Từ khoảng đến đêm ngày 14 đến ngày 16 tháng 10, khu vực đồng bằng ven biển Bắc Bộ khả năng có mưa rào rải rác. Theo biểu đồ nhiệt, khoảng ngày 15 tháng 10, hình thế nắng hanh có thể chấm dứt ở hầu khắp khu vực Bắc Bộ, nền nhiệt có xu hướng giảm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo tháng 10 năm nay nhiệt độ trung bình trên cả nước vẫn phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Tháng 11 đến tháng 12 năm nay nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức sấp xỉ. Riêng khu vực bắc bộ, bắc trung bộ, trung trung bộ có khả năng thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11, tháng 12 năm nay. Trong đó hiện tượng rét đậm ở bắc bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12. Thưa quý vị, những ngày đầu năm học nhiều vụ việc liên quan tới việc quỹ đóng góp, chi tiêu của phụ huynh gây tranh cãi trong dư luận, báo VTV đặt câu hỏi quỹ phụ huynh bao nhiêu là vừa. Thực tế là nhu cầu đóng các loại quỹ lớp là cần thiết để mua sắm trang bị một số thiết bị cho học sinh, trong bối cảnh các trường công lập thực hiện chính sách xã hội hóa, không có nguồn kinh phí tự mua những vật dụng. Tuy nhiên, đóng góp bao nhiêu, chi tiêu những khoản đó như thế nào là điều cần phải minh bạch và tự thỏa thuận giữa các phụ huynh hiện nay quỹ liên quan tới phụ huynh hầu hết do chính đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh quản lý chi tiêu tuy nhiên vẫn còn một số trường lớp mà các phụ huynh đồng ý thỏa thuận để giáo viên chủ nhiệm sử dụng một phần quỹ như việc mua sắm in ấn tài liệu trang thiết bị trực tiếp cho học sinh Tại một số trường hợp, một phần quỹ này bị sử dụng chưa đúng mục đích hoặc chưa đúng mong muốn của phụ huynh khiến cho các bất đồng xảy ra. Thực tế ghi nhận cho thấy những bất đồng này dù nhỏ, nhưng sau khi được thông tin rộng rãi trên mạng xã hội, trên phương tiện truyền thông thì thành vấn đề nóng, thậm chí nhức nhối. Có thể nói, trong môi trường xã hội hóa giáo dục như hiện nay, nhà trường và giáo viên không có ngân sách dành cho cái yêu cầu, nhất là yêu cầu cao, đặc biệt của phụ huynh thì bắt buộc phải đóng góp thêm các khoản khác. Tuy nhiên, việc sử dụng các khoản này cũng là điều cần tính toán thận trọng chiêu lừa đảo thông tin qua tặng quà chiên gần đây lại quay trở lại theo kiểu bình mới rượu cũ các đối tượng giả mạo nhân viên các sàn thương mại điện tử hệ thống siêu thị và một số thương hiệu để gọi điện thoại thông báo và gửi quà tặng chiên miễn phí báo đại đoàn kết cảnh báo cẩn trọng với những món quà chiên khách hàng theo các chuyên gia, thủ đoạn mạo danh các công ty siêu thị, website thương mại điện tử tặng quà chiên khách hàng để lừa đảo tuy không mới, nhưng do biết cách biến hóa đánh vào tâm lý của các nạn nhân để lôi kéo thực hiện các nhiệm vụ online có thưởng đã được chuẩn bị từ trước mà các đối tượng lừa đảo dễ dàng qua mặt nhiều người. Nếu người nhận quà không tinh ý thì rất dễ bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, đưa vào chồng ban đầu nạn nhân có thể thấy mọi thứ diễn ra đúng như các đối tượng hứa và thậm chí có thể nhận được một số phần thưởng có giá trị nhỏ nhưng khi nạn nhân đã rơi vào bẫy kẻ lừa đảo sẽ tăng dần giá trị của các đơn hàng hoặc các yêu cầu sau đó các đối tượng sẽ thông báo về việc ghi nhầm thông tin chuyển khoản hoặc đưa ra nhiều lý do khác yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để khắc phục cuối cùng khi nạn nhân không còn khả năng hoặc điều kiện thực hiện yêu cầu thì kẻ lừa đảo sẽ chiếm đoạt số tiền đã chuyển và biến mất những thông tin vừa rồi đã kết thúc mục báo chí trong ngày hôm nay của đài phát thanh và truyền hình phú thọ cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau